Hello tất cả mọi người, có ai biết mình với Ái Hoa đang ở đâu không? Mình đang ngồi bên cây tắc. Dạ, hai chị em đang ngồi ở sân sau vườn ở bên cây tắc. Mình rất là quý tắc, là bởi vì sao? Chị em mình đang ở Hoa Kỳ, cho nên mà kiếm được những cái giống tắc rất là khó. Ngồi ở đây á, ở bên cây tắc, nhưng mà thật ra là đang uống nước gấc. Các anh chị có biết không? Cái mùa hè mà nó nóng nực, cái cảm giác của mình lúc nào làm như cũng thiếu nước phải không em? Mà khi em uống xong thì em thấy nó như thế nào? Trời ơi, nó sảng khoái. Nước gấc này nó làm cho mình rất là nhiều năng lượng quyến diệt, làm cho mình cảm giác rất là sảng khoái. Ước gì mà có cái tắc này bỏ vô đây nữa. Nếu mà ước gì cái tắc thì để mình nói cho cái tắc. Mình đã biết tắc rồi ha. Tắc thì uống rất là ngon. Mình thì mình thích cái mùi vị của tắc hơn là chanh, bởi vì nó có mùi vị thơm hơn mà nó không quá chua, nhưng mà lại có cái mùi thơm. Thì các anh chị biết á, cái tắc đã ngon rồi, nhưng mà mình có một khi mà tắc của mình có trái, mình thích uống tắc ở nhà hơn. Mình làm tắc xong á, mình đổ cái nước gớt này vô nè, nó uống hả, nó cái cảm giác chế nó ngon tuyệt vời luôn, uống vào là thấy sảng khoái. Nhưng mà chị đố em, cái quan trọng hơn là cái gì? Nghe chị nói cái nón tuyệt vời em thèm, mà chị biết là cái em quan... sẽ thèm hơn cái thứ này nữa. Cái quan trọng hơn á, một cái năng lượng chị, nó năng lượng rất là tuyệt vời. Khi mà em uống nước gớt vô, tự nhiên nó cho em energy giống mấy đứa nít mà đang dùng uống cho nó uống soda hả? Uống soda vậy đó, yeah, soda tại soda vì vậy. Nó có cái chất em biết là khi mình lạnh vậy đó, hyper, mình gọi là hyper đó, hyper á, mình gọi là, mình nhớ là cái tiếng Việt nó gọi là nó làm cho cái người của mình nó năng hoặc năng hoạt cái gì đó, có nghĩa là con người thì mình có cái năng lượng thì đâm ra cái con người mình rất là tích cực, mình không có dừng được, có nghĩa là nếu như mà mình chơi hết cỡ, nếu mà làm việc hết mình là bởi vì trong người mình có năng lượng, thì đây chính là cái loại nước nó mang cho mình một cái năng lượng, bởi vì cái hàm lượng vitamin C rất cao. Nước gấc này á, là ngoài cái cho mình cái năng lượng, nó giúp rất nhiều về con mắt mình quý anh chị. Thì khi mà mình đi làm cả ngày mệt mỏi, có những anh chị này mà làm việc mà dùng bằng mắt nhiều á, bên máy vi tính hoặc là mấy anh chị làm trong ngành nail đó, thì khi mà mình chăm chú cả ngày á, thì cái mắt mình buổi chiều nó rất là yếu. Cho nên khi mà mình dùng cái nước này, nó hỗ trợ cho con mắt mình rất là nhiều, rồi sáng mắt hơn mà nó khỏe hơn. Dạ, đó là khi mà đó là cho mắt đó. Nếu mà trường hợp mình có cái hiện tượng, thứ nhất có thể là mình bị chảy nước mắt rất là nhiều, hoặc là con mắt mình rất là khô khó chịu, thì đây là cái loại mình cho là một cái loại dược thảo. Mà chị nói cái gì hồi nãy chị nói nó có cái kỵ tử. Trái kỵ tử là nhanh nó đỏ đỏ đó, cái đó thì gia đình của mình thì cháu mình là người Hoa, cho nên nó rất là xài cái loại này thì nó rất là tốt. Thì nếu như mình nghĩ phần đông chúng ta biết kỵ tử là gì rồi, kèm theo cái dứa của Siberia, rồi một loại dâu cũng ở bên Trung Quốc, thì và đặc biệt là thêm một cái loại gấc của người Việt Nam mình á, thì trong trái gấc họ thường thường nấu xôi gấc đó quý anh chị, thì trái gấc nó có rất là chứa rất là nhiều hàm lượng chất chống oxy hóa, cho khi mà công ty họ hợp bốn cái loại trái cây này là rất là hiếm, thì họ mới hợp lại với nhau để họ làm, họ tạo lên, họ làm thành cái chai nước gấc này. Cho nên bởi vì khi mà mình dùng cái chai này, nó hỗ trợ cho mình về rất là nhiều về sức khỏe, năng lượng và đặc biệt là về mắt, về năng lượng, về mắt và về sức khỏe. Bởi vì cái này là chống cảm đó em. Trong gia đình của mình nó uống đó, thì khi mình uống như thế thì gia đình mình cái xác suất mà mình bị cảm thấp hơn người khác rất là nhiều. Ai cảm, gia đình chị vẫn không cảm, đó là trong cái mùa đông. Và em biết là flu đúng không, cảm nè, rồi cảm cúm nè, những cái đó gần như không có. Và cái thứ ba rất hay là dị ứng. Gia đình mình không có cái dị ứng nhưng luôn. Đi không những là loại nước uống nó vừa cho mình năng lượng, vừa cho mình sáng mắt, mà vừa giúp về cái allergy rất là nhiều. Với những anh chị em nào mà đến cái mùa phấn hoa bị allergy đó, thì đây là cái loại nước uống mà nó vừa hỗ trợ cho sức khỏe, vừa hỗ trợ cho allergy. Mà mình đã thấy được rất là nhiều người bị allergy uống cái loại nước này, họ đã giảm đi cái chảy nước mắt này, rồi những cái gì allergy rất là nhiều. Yes, thì nó bảo vệ mình sức khỏe tuyệt vời. Nhưng mà cái vấn đề đang tuyệt vời là mình đang hưởng thụ. Ngồi để mà hưởng thụ cái này rất là tuyệt vời. Rất là ngon. Cái gơ tắc thì vô đây đúng nha. Nếu mà nhà ai có tắc, bắt cái tắc vô đây nữa. Dạ, cho chút xíu đường em, cho chút xíu đường nữa. Cái mùi thơm tuyệt vời lắm. Thấy cái tắc của mình không? Đó, mình đang đợi mùa sao. Những cái bông mình có nói là ngồi đựng sát quá, rớt bông của mình. Nè, thấy không? Thấy những cái trái của chị không? Có nghĩa là mình quý tắc của mình lắm, nhưng mà mình lại quý cái này hơn nữa.
và cả hai cùng kết hợp thì cho mình một cái vị giác tuyệt vời, một cái sức khỏe, một cái sức khỏe là không đâu chê được hết. Bởi vì đó là lý do tại sao mình rất là năng lượng. Nếu mà mình hỏi cả nhà là có ai muốn uống nước ngon không, có ai muốn uống xong mà thấy mình khỏe không, mắt khỏe, có ai muốn uống xong thấy mắt mình tự động sáng ra, thấy gì cũng rõ hết không, rồi có ai muốn là mình uống nước này xong tự nhiên mình cứ cười quá mình không bị dị ứng hay không, thì đó là sẽ đáp ứng được những cái nhu cầu này cho cả nhà nha. Anh chị có thể liên hệ những người nào mà giới thiệu anh chị cái loại nước này, hoặc có thể là inbox cho chị Trinh và Ái Hoa, có thể hướng dẫn chị anh chị có thể mua chỗ nào để giúp sức khỏe và giúp cho mắt mình hết. Yeah, cho toàn diện con người. Đặc biệt là cái này từ 2 tuổi trở lên có thể uống được rồi chị anh chị. Cho nên chị trẻ em nó chơi iPad, iPhone nhiều đó, mình nên cho các em dùng cái này hết. Mình cho các em một cái năng lượng và những người lớn tuổi được không em? Dạ được hết, từ 2 tuổi trở lên mà. Trở lên luôn. Ok, dạ. Có nghĩa là mình có muốn hay không và mình có cái điều kiện uống hay không thì tất cả đều uống được hết. Rồi xin cảm ơn cả nhà nhé. Dạ. Mình sẽ gặp lại mọi người trong cái chương trình lần sau, đó là cái chương trình sống khỏe trẻ đẹp. Dạ. Sống lành mạnh. Rồi cảm ơn cả nhà. Xin chào.